Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 11 của Game Bóng Đá TV. Nhịp đập bóng đá đã quay trở lại bằng các trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Và đáng chú ý nhất là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản. Hãy cùng Game Bóng Đá TV điểm qua kết quả trận đấu này cũng như là các trận đấu khác diễn ra vào đêm qua rạng sáng nay và những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Dù rất nỗ lực, nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể tránh khỏi thất bại thứ 5 ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Nhật Bản đã giành trọn vẹn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Junya Ito. Trước sự cổ vũ của hơn 1 vạn cổ động viên nhà, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc khá hưng phấn. Tuy nhiên, bàn thua từ khá sớm đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Trước lối chơi rất chặt chẽ của Nhật Bản, các cầu thủ áo đỏ không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm ngoại trừ cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Hoàng Đức. Trong khi đó, Nhật Bản lại tỏ ra rất lợi hại với các tình huống phản công nhanh. Phút thứ 39, sau khi thực hiện cú bứt tốc mạnh mẽ, Junya Ito đã ngoặt bóng, loại bỏ Văn Thanh trước khi tung cú sút đầy uy lực vào góc gần khiến thủ thành Tấn Trường không thể cản phá. Nhưng may cho Việt Nam là trọng tài người UAE sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng này vì xác định một cầu thủ khác của Nhật Bản đã việt vị. Hàng công của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2 đã được thay đổi, lần lượt với Văn Đức, Văn Toàn và Đức Trinh. Mặc dù vậy, các sự thay đổi này không phát huy được sự hiệu quả. Cơ hội đáng chú ý nhất mà đoàn quân áo đỏ tạo ra là cú dứt điểm trong vòng cấm của Xuân Trường ở phút 89, nhưng bóng đã đi vọt xa đầy tiếc nuối. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Morizasu giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Nhật Bản chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn ở Mỹ Đình, nhưng điều quan trọng là họ đã đạt được mục tiêu 3 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại thứ 5 liên tiếp ở vòng loại World Cup năm 2022. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đứng cuối bảng B sau lượt trận thứ 5. Sau đây 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân tiếp đón Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ 6. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội tuyển Nhật Bản, đồng thời thừa nhận các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chơi thiếu tự tin, từ đó không thể hiện được những gì tốt nhất trước đội bóng hàng đầu châu Á. Trả lời báo giới, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, đội tuyển Việt Nam gặp các đội hàng đầu châu Á nên tôi nghĩ cầu thủ đã có những sự thiếu tự tin. Nhiều khi tôi cảm thấy họ tự ti khi đá với các đội hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã thua 5 trận, áp lực lớn vì kết quả không tốt. Đó là sự thật. Cuộc đời bóng đá của tôi đến nay tôi mới hiểu giành được một điểm khó như thế nào. Và đến vòng 3 mới hiểu đối thủ mạnh cỡ nào. Đừng chú ý quá vào kết quả, chúng ta nên đặt mục tiêu, xây dựng phương án để làm thế nào có kết quả tốt trong tương lai. Báo chí Pháp Le Quip mới đây đã đặt dấu hỏi về mối quan hệ của Sergio Ramos và siêu sao Lionel Messi. Liệu họ thực sự có mối quan hệ bạn bè thân thiết và gần gũi hay không trong màu áo của Paris Saint-Germain? Nguyên do Le Quip phải đề cập đến vấn đề này vì nghi ngờ việc ban lãnh đạo đội bóng thành Paris luôn có ý cho rằng sự hòa hợp giữa Messi và Sergio Ramos là nền tảng sự đoàn kết trong phòng thay đồ của đội bóng. Trên thực tế, Le Quip khẳng định giữa Sergio Ramos và Messi chỉ thân mật bề ngoài, vì giữa họ không thể xóa đi được mối thâm thù hơn 10 năm đối đầu từ các trận siêu kinh điển khi còn khoác áo Real Madrid và Barcelona. Le Quip cũng cho biết Messi chỉ thân thuộc với các cầu thủ đồng hương như Di Maria và Leandro Paredes, cũng như Neymar là bạn thân từ lâu khi còn chơi cho Barcelona. Do đó, với Sergio Ramos, siêu sao của Argentina chỉ có mối quan hệ xã giao, hoàn toàn khác với nhận định giữa họ có sự đồng cảm khi phải đến Paris Saint-Germain. Trong buổi đào tạo đầu tiên, Xavi đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm đưa các học trò vào khuôn khổ. Theo Sport, một trong những quy định của Xavi là ông cấm các học trò tham gia các trò chơi mạo hiểm có thể dẫn đến chấn thương. Theo nhà báo Miguel Rico của Mundo Deportivo, Ricky Puig bị bắt gặp vi phạm một trong những quy định của huấn luyện viên Xavi. Cụ thể, Iniesta mới đã chơi trò ván trượt điện với một số người bạn trên một con phố ở Barcelona. Ngoài ra, tiền vệ của Barcelona đã vi phạm quy định giao thông khi chở một người trên ván điện. May mắn cho Riqui đã tham gia trò chơi mạo hiểm nói trên vào thứ Hai, một ngày trước khi huấn luyện viên Xavi ban hành các quy định. Vì thế, cầu thủ 22 tuổi không bị tân huấn luyện viên của Barca phạt, nhưng có thể bị cảnh cáo vì vi phạm luật giao thông. Trong những ngày qua, truyền thông của Tây Ban Nha cho rằng Dani Alves sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Xavi ở Barca. Tuy nhiên, nguồn tin của Goal xác nhận Barca đã từ chối tái ký với Alves. Lý do là bởi Barca đang trẻ hóa lực lượng và tìm cách vượt qua khó khăn tài chính sau sự ra đi của Lionel Messi cũng như Antoine Griezmann. Nếu ký với một cầu thủ 38 tuổi như Alves, đồng nghĩa với việc Blaugrana đi ngược với chiến lược của họ. Norway sa thải huấn luyện viên Daniel Farke
vào cuối tuần trước. Đội chủ sân Carraros đưa ra quyết định này ít giờ sau trận thắng Brentford ở vòng 11. Theo nhiều nguồn tin uy tín ở Anh, Norwich đã chọn Frank Lampard và công bố hợp đồng của vị huấn luyện viên người Anh. Như vậy, sau Steven Gerrard, Frank Lampard cũng sắp trở lại Premier League. Huyền thoại của Liverpool vừa được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Aston Villa vào hôm nay. Sau khi để Steven Gerrard tới Aston Villa, Rangers đã nhắm bổ nhiệm huấn luyện viên Giovanni Van Bronckhorst khi còn thi đấu. Van Bronckhorst từng có 3 năm khoác áo cho Rangers trước khi chuyển tới Arsenal. Chia sẻ trên truyền thông, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết rất vinh dự nếu trở thành huấn luyện viên của Rangers. Bản tin bóng đá sáng ngày 12 tháng 11 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!